thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2018-2019. Ngày 23 tháng 8, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội là trưởng đoàn và các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc với đoàn giám sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Trung bình mỗi năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp khoảng 1.000 lượt công dân. Từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, Bộ đã tiếp 948 lượt công dân, trong đó tiếp công dân của Bộ trưởng là 372 lượt. Tổng số đơn tiếp nhận là 4.286 đơn, trong đó khiếu nại 471 đơn, tố cáo 723 đơn, kiến nghị phản ánh, hỏi chính sách 3.092 đơn. Nội dung đơn công dân gửi đến Bộ chủ yếu về lĩnh vực người có công chiếm tỷ lệ hơn 68%, lĩnh vực bảo hiểm xã hội chiếm tỷ lệ gần 10%, còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ hơn 20%. Trong kỳ báo cáo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý 4.286 đơn, đạt tỷ lệ 100% tổng số đơn đã nhận. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Bộ thực hiện một số nội dung như thông báo kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo của Bộ cho công dân biết để theo dõi quá trình giải quyết, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, chính sách thống nhất. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Bộ cần tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.